Xin chào các bạn, mình là Taka. Và bạn có biết hay không, rất nhiều người đồ vui với nhau rằng không biết giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nước nào giàu hơn. Và trên thực tế thì nhiều người đánh giá Hàn Quốc sẽ nhỉnh hơn Nhật Bản. Thực tế đúng phải như vậy. Thêm vào đó là câu hỏi gái Nhật hay gái Hàn xinh hơn, kiểu kiểu thế. Hôm nay thì sẽ là một dạng video mới cực hay của Taka Channel. Đó chính là sự so sánh đầy thú vị giữa các quốc gia. Theo các bạn, Nhật hay Hàn là đất nước đáng sống hơn? Quốc gia nào nổi tiếng với những mặt trái khó tin nhất của mình? Và Nhật Bản, Hàn Quốc, hai cường quốc trên thế giới, liệu có đẹp đẽ như những gì chúng ta vẫn tưởng tượng? Hãy ngồi xuống đi nào, bóc trần những sự thật thú vị và đưa sự so sánh chính xác nhất về hai quốc gia này trong video dưới đây. So sánh vô cùng thú vị giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về diện mạo. Nếu nhìn kỹ hoặc được tiếp xúc hay xem phim thường xuyên, bạn sẽ thấy người Nhật Bản và người Hàn Quốc có nhiều nét khác biệt về khuôn mặt. Tất nhiên là mỗi người có một khuôn mặt khác nhau nên rất khó để định nghĩa khuôn mặt chuẩn của một nước là như thế nào. Nhưng mà rõ ràng cái hình dáng và cái nét của người dân hai nước mang lại cảm giác khác hẳn nhau. Có nhiều lúc thì không cần kiểu tóc và trang phục, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thôi cũng có thể phân biệt được rồi. Đặc biệt là hội chị em có sở thích ngắm các anh trai đẹp Hàn Quốc thì Taka chắc hẳn là các bạn nhìn phát là nhận ra được đâu là giai Hàn, đâu là giai Nhật ngay và luôn. Nguyên nhân này do đặc điểm di truyền của người Nhật và người Hàn. Nhìn chung là Hàn Quốc có 70% bảng hệ ở phía Bắc, cộng 30% bảng hệ ở phía Nam, trong khi Nhật Bản lại có 70% bảng hệ ở phía Nam và 30% bảng hệ ở phía Bắc. Nên hai nước này có khung xương khác nhau về mặt di truyền. Người thuộc phương Bắc thường có chân mày nhạt, mắt mộc mí, tóc đen, có nếp gập xuống ở khóe mắt, trong khi người thuộc phương Nam thì mắt to, hai mí và khuôn mặt nhỏ. Theo đó thì yếu tố di truyền ấy thì được xem là ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài khác nhau của hai quốc gia. Thật là thú vị đúng không nào? Yếu tố di truyền này có được áp dụng cho nước ta được hay không? Ra nước ngoài Taka toàn bị người khác nhầm tưởng là người Trung Quốc. Thật là bực mình luôn á. Có bạn nào cũng bị hiểu nhầm như vậy giống Taka hay không? Hãy comment ngay ở bên dưới nhé. Thứ hai thì đó chính là tặng người. Nam giới Nhật hay Hàn đều có đặc điểm thể trạng chung của người châu Á. Tuy nhiên nếu so sánh cụ thể sẽ thấy người Nhật bé hơn người Hàn một chút. Chiều cao trung bình của nam giới Hàn Quốc là 173,2 cm, trong khi đó con số này ở Nhật là 170,7 cm. Nếu mà xét về cân nặng, nam Hàn Quốc nặng trung bình là 69,1 kg, trong khi nam giới Nhật Bản chỉ có 64 kg. Tuy nhiên là tỷ lệ béo phì cả hai quốc gia đều là 4% và được cho là hai quốc gia gầy nhất trong khối khu vực châu Á. Có thể thấy là tạng người của anh Nhật thấp bé hơn anh bạn Hàn Quốc một chút, nhưng mà không sao. Taka nghe giang hồ đồn là các anh Hàn Quốc hay cú bè lắm. Còn cú bé là cái gì? Hãy suy nghĩ một chút đi và nhớ comment ở bên dưới nhé. Tương tự như nam giới, nữ giới Hàn Quốc cũng có vóc dáng to cao nữ giới Nhật Bản. Trung bình nữ Hàn cao hơn nữ Nhật 2 cm và nặng hơn nữ Nhật khoảng 7,2 kg. Tuy nhiên là như các bạn thấy, thân hình mảnh khảnh là trào lưu của cả hai quốc gia. Do đó các cô gái ở cả hai nơi đều có chế độ ăn kiêng rất là nghiêm khắc. Không hiểu sao cánh chị em lại thích cái trào lưu này cơ chứ. Nhìn thì cũng đẹp đấy, nhưng mà những cái ông như tôi thì thích cô gái nhìn đẫy đà, mỡ mỡ hơn một chút. 3. Đặc trưng về răng. Nhật thì tuy ý thức về sức khỏe rất là cao, nhưng mà kỳ cục thay lại là nơi người dân có hàm răng xấu nhất trong số các nước phát triển. 76% người nước ngoài sống ở Nhật Bản trả lời rằng họ bị ấn tượng xấu bởi hàm răng ở xứ này. Tất nhiên là người Hàn Quốc đôi khi cũng có răng khểnh, nhưng tỷ lệ đó thấp hơn đáng kể so với người Nhật. Thật kỳ lạ là răng xấu, nhưng mình chưa thấy thanh niên Nhật nào niềng răng cả. Thêm vào đó, ở Hàn Quốc, một hàm răng đều như bắp mới được coi là đẹp và tạo ấn tượng tốt cho người đối diện. Nên ngay từ nhỏ nếu mà có răng khểnh thì đều được cho đi niềng răng hết. Người Nhật thì lại giống chúng ta, vì họ cũng thấy răng khểnh rất là dễ thương. Vì lý do này mà có người còn đi phẫu thuật để làm thêm răng khểnh nữa cơ. 4. Văn hóa nhanh chậm. Một đặc điểm nữa thể để phân biệt được người Nhật với người Hàn là văn hóa nhanh đặc trưng của xứ Kim Chi. Đây là nét đặc trưng rất là thú vị và không thể nào bỏ qua được. Thực tế là người Hàn rất nổi tiếng với phong cách làm việc nhanh, ăn cơm cũng nhanh và thậm chí họ vội vàng đến mức luôn nhấn nút đóng thang máy nhiều lần. Đấy, việc gì cũng nhanh là phong cách của Hàn rồi, nên các chị em đừng thất vọng về mấy anh Hàn Quốc nữa nhé. Trái lại, ở xứ sở Hoa Anh Đào lại là một đất nước coi trọng trật tự và tránh gây thiệt hại cho người khác. Vì lý do này mà người Nhật luôn tạo cảm giác thận trọng đến quá mức trong mọi việc. Họ làm mọi thứ một cách tỉ mỉ và trọn vẹn. Điều này có thể nói đặc điểm rất khác với người Hàn Quốc, đã quen thuộc với lối sống,
nhanh lên nữa nào. 5. Lông mi giả. Con gái Nhật thì rất là coi trọng lông mi. Một bộ lông mi phải dày, phải đậm thì mới gọi là đẹp. Nếu đi vào cửa hàng mỹ phẩm ở Nhật thì đập vào mắt bạn đầu tiên sẽ là rất nhiều lông mi giả, cực kỳ đa dạng về chủng loại. Ngược lại thì gái Hàn lại nghĩ rằng lông mi giả dày quá, nhìn giả tạo và không tự nhiên, nên họ ít khi sử dụng. Đúng rồi đấy, cứ tưởng tượng mà xem, các ông chồng đi làm về mệt cả ngày, về nhà cái nhìn thấy đầu tiên là lông mi của vợ, sau đó thì mới thấy mặt vợ mình. Chồng có chán không? Chán không cơ chứ. Hội làm đẹp thì làm gì cũng phải vừa vừa phải thôi nhá. 6. Cách trang điểm. Lớp trang điểm nền cũng có nhiều sự khác biệt. Con gái Nhật ưa chuộng làn da mướt mát và mềm mại, trong khi gái Hàn lại bỏ nhiều công sức để đánh một lớp nền sao cho thật là căng mọng và sáng bóng. Thêm nữa, Hàn Quốc thường có xu hướng đánh má thật là tự nhiên và ửng hồng, nhưng mà ở Nhật Bản thì lại thích tận dụng tối đa màu sắc của màu má. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những cô gái Nhật với đôi gò má hồng hoặc là cam được dặm kỹ càng, nhìn cực kỳ nổi bật. Các bạn gái Nhật Bản hay Hàn Quốc thì trang điểm kiểu gì cũng đáng yêu. 7. Thu nhập hàng năm. Thu nhập hàng năm của người Nhật xấp xỉ gấp 2 lần thu nhập hàng năm của người Hàn. Không những thế, chi phí sinh hoạt ở Nhật cũng đắt hơn rất là nhiều. Nếu bạn đang sống ở Nhật và đi du lịch đến Hàn Quốc, bạn sẽ thấy vật giá ở đây rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ một giờ làm thêm ở Hàn, bạn nhận được khoảng 2.500 won, chỉ tương đương với 217 yên Nhật. Vậy mà Taka cứ tưởng rằng hai quốc gia này thu nhập tương đương nhau cơ. Nếu bạn muốn giàu nhanh thì cứ chọn Nhật để sang làm việc nhé. 8. Tỷ lệ sinh. Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ sinh rất là thấp. Số lượng thanh niên không muốn kết hôn, sinh con ngày càng gia tăng. Thế nhưng điều bất ngờ là tỷ lệ này Hàn Quốc lại càng thấp hơn. Thật là nguy hiểm cho tương lai của nước bạn. Bên cạnh những lý do tương tự như Nhật, phúc lợi xã hội trong giáo dục của Hàn Quốc không được tốt cho lắm. Chi phí cho giáo dục tư nhân cao, cộng thêm áp lực cạnh tranh của cuộc thi đầu vào, thủ tục nhập học lằng nhằng khiến cho nhiều gia đình Hàn không muốn có con. Sẽ thật là gay go đấy nếu mà Nam Triều Tiên không xem xét lại chính sách xã hội cho phù hợp. 9. Tỷ lệ thất nghiệp. Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là quốc gia tỷ lệ thất nghiệp rất là thấp. Tuy nhiên về khoản này, Hàn Quốc có vẻ nhỉnh hơn một chút, khi mà tỷ lệ thất nghiệp thấp đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Na Uy là 3,2%. Thế nhưng tỷ lệ này cũng hoàn toàn không hề phản ánh thực tế, khi mà nền kinh tế rơi khủng hoảng, đi kèm đó sự gia tăng của lực lượng phi lao động. Tuy nhiên giới trẻ Hàn Quốc, thay vì tích cực tìm việc trong thời gian thất nghiệp, họ sẽ tham gia các lớp dự bị công chức hoặc là học lên cao học. Do đó tỷ lệ thất nghiệp thực tế của nước này được ước tính lên đến trên 20%. Nghe thì cũng hơi hoảng, nhưng nhìn lại ở Việt Nam cũng thế mà thôi. 10. Số người làm phẫu thuật thẩm mỹ. Cứ 1.000 người Hàn Quốc thì sẽ có tỷ lệ khoảng 13,7 người thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi con số này ở Nhật chỉ có 5,8 mà thôi. Sở dĩ tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn cao như vậy là do phán xét về ngoại hình ở nước này rất là cao. Nếu gương mặt của bạn không được ưa nhìn, để được xã hội chấp nhận, tạo điều kiện cơ hội việc làm, bạn sẽ cần phải đi sửa sang lại. Phần thưởng của phụ huynh có thể dành tặng con cái của mình khi chúng đạt điểm cao là cho tiền để chúng đi phẫu thuật. Ở Nhật thì cái sự đánh giá ngoại hình cũng khá là khắt khe. Tuy nhiên là người Nhật dựa nhiều vào sản phẩm làm đẹp và các phương pháp tự nhiên hơn là đụng vào dao kéo. Thời buổi bây giờ cũng lạ thế đấy, không có nhan sắc là hơi khó sống rồi nha. Anh em có đồng ý không nào? Nhớ comment và like cho video này nhé. 11. Xếp hạng hạnh phúc. Cả hai quốc gia rất phát triển này hóa ra có xếp hạng hạnh phúc khá là thấp mà thôi. Trong một khảo sát về độ hạnh phúc của tổng số 36 quốc gia, trong khi Nhật Bản lẹt đẹt ở hạng thứ 21, thì Hàn Quốc lại còn tệ hơn ở thứ hạng 26. Xếp hạng này dựa trên rất nhiều yếu tố, từ môi trường nhà ở, làm việc, sự cân bằng giữa sinh hoạt và công việc, đời sống cộng đồng. Kết quả cho thấy là ở cả hai nước, số lượng nhân viên làm thêm giờ trên 50 tiếng trong tuần rất là cao, đồng thời sự thỏa mãn người dân của cuộc sống không cao. Tuy nhiên là tình hình này ở Hàn Quốc thì lại có phần nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ tự sát quốc gia này ở mức báo động, trên 40 người tự sát một ngày, theo Korean News. Lựa chọn về quê sống an nhàn nuôi cá và trồng rau hay sống áp lực với công việc văn phòng ở thành phố vẫn là một câu hỏi đầy đau đầu các bạn ạ. Ở đâu cũng thế mà thôi. 12.
văn hóa quỳ gối. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, quỳ gối là hành động thể hiện sự trang trọng và tôn kính với người khác, chứ không phải là bị khuất phục. Hành động này đã trở thành nét văn hóa truyền thống đặc trưng của cả hai quốc gia. Ở Nhật Bản, quỳ gối được thực hiện trong hoạt động văn hóa truyền thống như trà đạo, kiếm đạo, trong các nghi thức hôn lễ, tang lễ. Ở Hàn Quốc thì người ta thường quỳ lễ trước bậc trưởng bối vào các dịp lễ, mừng tuổi. Ở nhiều trường tại Hàn Quốc, khi tổ chức lễ tốt nghiệp sinh viên cũng thực hiện nghi thức quỳ để làm lễ. Cho nên nếu các anh em nào quen bạn gái Nhật, thấy đầu gối các em hơi thâm thì cũng không có gì là quá lạ đâu nhá. 13. Thời trang. Trong cuộc sống hiện đại, người Nhật Bản yêu thích các màu sắc tinh tế. Phụ nữ thì ưa quần short, váy ngắn, đàn ông thì ưa trộm quần bó. Và đặc biệt gần đây họ còn đứng về đến văn hóa kawaii nữa. Người Hàn thì ưa trộm thời trang với màu sắc sáng chói hơn. Đặc biệt là thời trang Hàn Quốc còn gây sốt khi đổ bộ ảnh hưởng về Việt Nam. Một thời gian đi đâu ta cũng thấy kiểu tóc Hàn Quốc, trang phục Hàn Quốc được các bạn trẻ diện trên phố. 14. Văn hóa tắm. Người Nhật thì từng tắm tại nhà và không có thói quen tắm tại nhà tắm công cộng. Trong khi đó, người Hàn lại không có thói quen tắm tại nhà mà thường tắm ở những phòng tắm hơi, nhà tắm công cộng và Akatsuri. Còn Taka thì tắm đâu cũng được, miễn sạch sẽ thơm tho là được. 15. Văn hóa ăn uống. Ở Nhật thì các món ăn thường được ăn và việc ăn uống phát ra tiếng ồn được coi là thô lỗ. Người dân ở đây cũng thường sử dụng bát đũa gốm sứ. Trong khi đó, người Hàn thường sự trộn lẫn nhiều món ăn với nhau. Trong bữa ăn thường có tiếng phát ra để thể hiện đó là một món ăn ngon. Họ cũng thường sử dụng bát đũa kim loại nữa. Rất là thú vị đúng không nào? 16. Ăn ở ngoài. Người Nhật thì sẽ rủ nhau ra ngoài ăn uống mà không phải đặt ship hàng. Ngược lại, nhanh chóng là một phần cuộc sống của người Hàn. Sẽ không có nhiều người ra ngoài ăn trưa, họ thường đặt giao hàng nhanh tới. Nhưng có vẻ đúng là tốn thời gian thật. Lời đi lại thì ở một chỗ đợi người ta giao đồ ăn đến thì mới đúng là tiện nhất các bạn ạ. Anh em có đồng ý không nào? 17. Gia vị. Sự khác biệt chính giữa thực phẩm Nhật Bản và Hàn Quốc là việc sử dụng gia vị. Trong khi đồ ăn Hàn Quốc sử dụng rất nhiều gia vị thì đồ ăn Nhật Bản lại thích giữ cho mọi thứ tự nhiên hơn, với việc chỉ thêm một số hương vị tối thiểu mà thôi. Đặc biệt là các món ăn cay và nóng được tìm thấy trong ẩm thực Hàn Quốc nhưng không phải là ẩm thực của Nhật. 18. Cư xử. Ở Nhật thì mọi người không thể hiện tình cảm qua việc nắm tay hay những tiếp xúc khác, chỉ là chào hỏi và nói chuyện mà thôi. Trái lại, ở Hàn, bạn bè, người thân, không kể là nam hay nữ, đều có thể nắm tay hoặc bắt tay nhau thể hiện sự tin tưởng và ít khi một sự ngần ngại. Điều này giống ở Việt Nam ghê. Anh em nào mà sang Nhật thì chú ý là tém tém lại nhá. Và video lần đây cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taka Channel ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân thành cảm ơn anh em.